Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với channel Thời Dương TV của mình. Thì cũng rất là lâu rồi, thì bây giờ mình cũng làm lại clip cho anh em xem mà. Cũng từ hồi Tết đến giờ, Tết mình nghỉ em à. Thì cũng chán, cũng không buồn lại game nữa, bởi vì mình rất là nhiều việc anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ quyết định lôi con Melodic MX này ra để đi sân bot anh em ạ. Đây, để xem Dương em lại còn hơn 14k lượng nữa. Đây, còn 2 triệu 9 xu anh em ạ, hết xu rồi. Thì hôm nay mình sẽ đem con này đi xem bot nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiếm cho nó một cái mặt nạ anh em ạ. Mình sẽ mua cho em ấy cái này này. Cái này thì dùng để nhặt nhặt đồ anh em ạ, nhặt item khi bot chết nhá. Thì con hàng này thì mình sẽ săn bot 45 anh em ạ. Mình sẽ qua Koji khu 4 à, thì mình vẫn đang đặt thêm vòng xe may mắn này, bắn sâu tự động Koji khu 4 này anh em nhá. Anh em nào mà muốn ủng hộ mình ấy thì qua bên Koji khu 4 giúp mình nhá. Thì cũng từ hồi Tết đến giờ là mình cũng không làm clip anh em ạ. Thì nay quyết định lôi con hàng này là ra làm clip. Ok, thì mình như thế là được rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một con gói búp ra. Cho con làng chơi của mình nhé anh em nhé. Đây, mình cứ xin giới thiệu là nhân vật này là bán xu tự động nhé. Nhân vật này là bán xu thủ công anh em nhé. Anh em nào muốn mua xu thì liên hệ với nhân vật này. Ồ, anh em có thể thấy là cái set 5x này với đeo mình đã super rất là đẹp anh em ạ. Cuối cùng là hợp luôn. Ok, thì đây là khu là con quạt của mình nhé anh em nhé. Ok, tranh thủ thì bot đi ra thì mình sẽ đi tìm được bạn cho anh em xem. Từ bot đi ra thì mình sẽ đi tìm được bạn nha. Xem con nào này đi tìm bạn có ổn không. Mới được một cái thức ăn 5x nữa. Ok, chỉ chinh phục thiên địa bảng, chỉ xem mình top bao nhiêu mà. Mình không cần top 10 đấy anh em ạ. Sẽ đánh luôn thành top 1 nữa. Hy vọng là chiến thắng này. Vì mình đang quay cho nên rất là giật anh em ạ. Ui trời, đánh đầu đấy. Ui sao mà giật quá anh em ạ. Ôi, con này trâu lắm anh em. Thu luôn anh em ạ. Thì rất là giật cho nên là không đánh được. Thì đâu giờ mình cũng không đem con này đi thi đại bảng, bởi vì con này bắn sâu tự động mà. Đây là phiên bản xâm quất anh em nha. Ok, mình sẽ qua khu 10. Mình sẽ chat FBN 45 nữa. Mình sẽ để lại một quạt bởi vì mình vừa mới đi thiên đại bảng mà. Ok, đây thì nó sẽ đứng nó chờ boss anh em ạ.
mình đã bật hút vật phẩm này. Hút vật phẩm. Bây giờ là chỉ đợi boss ra thôi nha bạn. Hôm nay thì mình sẽ thử đi ăn boss xem được cái gì không ạ. Anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì boss thì mình sẽ ăn chênh lệch nhau là 15 level anh em nhá. Chẳng hạn như là boss 45 thì mình sẽ ăn bằng những cái nick 60 chỉ xuống. Boss 55 thì anh sẽ ăn từ nick 70 chỉ xuống anh em ạ. Thì mỗi con boss thì có mỗi chủ riêng nhá anh em nhá. Sẽ có người ăn boss hàng ngày thường xuyên. Đây chỉ là mình làm clip cho anh em thôi chứ mình cũng không phải là người dân ăn boss anh em ạ. Ô là 9:01 rồi mà boss sẽ ra anh em ạ. Boss vẫn chưa ra anh em ơi. Đây, boss ra rồi anh em ạ. Boss bỏ map 48 anh em nhé. Ok, vẫn chưa sao, vẫn chưa thấy boss gần nhau. Đây, boss đây rồi anh em ạ. Boss này thì có anh Spore đang ăn rồi anh em nhá. Đây, hai người đang ăn. Không biết là mình có KS được không. Mình mong là không ai PK. Bot đánh nhất là đâu anh em ạ. Mình xem đam con này đó xem bao nhiêu nhá. Đây là 33 đến 37k anh em ạ. Đây là đã búp, đã có đan. Đây là châu. Hy vọng là đừng có chết. Mình chỉ có một quả búp thôi nha bạn. Mình nghĩ là một quả là đủ rồi. Ăn rất là nhanh em nhá. Ăn nãy giờ chưa đến phút đồng hồ. Chưa đến 1 phút cơ. Đã sắp chết con boss rồi. Ăn rất là nhanh. Thì hôm nay thì mình sẽ thử xem có được cái gì không. Để mình sẽ cho vào nhóm hết. Anh em vào anh em thích tao thì vào. Đây vào hết. Ông nào muốn vào thì vào. Đấy, giờ mấy ông vào mấy ông chơi. Thì nhầm thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Để lại một subscribe và một bình luận. Những ý kiến mà anh em muốn mình làm để mình làm video cho anh em xem nhá. Anh em muốn xem về cái vấn đề gì thì mình anh em cứ comment ở bên dưới. Mình sẽ đọc comment và mình sẽ làm cho anh em xem nhá. Mình đã ăn boss rồi anh em ạ. Từ để mình tắt cái này ra nhau. Ok, quay lại với anh em đây. Thì hồi nãy thì mình nhìn nó bán hết anh em ạ. Nó bán hết đồ giáp. Chỉ được một cái phiếu may mắn này thôi. Thì như là nó tự động bán hết đồ giáp anh em ạ. Nhưng mà đây nó tự động nó bán đi. Còn được mỗi cái phiếu may mắn này nè. Đây, chắc là cái này đây. Thì nghĩa cái đấy. Thì như là nó bán hết đồ rồi anh em ạ. Chắc là không được cái gì, cho nên là nó cũng bán hết. Được một cái thứ may mắn thôi anh em nha. Ok thì con hàng này thì mình sẽ đi là hình anh em xem nó luôn. Để xem có được gì không nào. Ok mình sẽ đi là hình anh em xem. Mua lấy 50 cái đi. Mà thôi đang sự kiện. Đang chơi chơi thôi. Đang sự kiện mà. Còn đã ai cái gì thì cũng không có đắt lắm. Nên cái này là cho anh em xem chơi chơi thôi.
I'd call you up. You would go around, go around, go around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be Ôi, tự yên thôi anh em ạ. Toàn yên thôi. Toàn yên. Ôi, đang ngoài ra full yên hết nhỉ. Được cái thằng sao đấy. Ui giời, hai cái chó đen này nhầm này. Ui giời, cái mặt nạ này thì làm gì. Chưa được xin con sói đen nào. Ôi giời, toàn đời gì đây ta. Có được gì anh em ạ? Nhìn con sói nào. Tỷ lệ sẽ là ảo anh em ơi. Hai cái mặt nạ này người ta. Nó có làm gì cái mặt nạ này đâu ơi. Bạn gì gì đây. Cái mặt nạ này level 40 cơ anh em ạ. Toàn đồ rác thôi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip ở đây nhé anh em nhá. Anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, để lại bình luận ở bên dưới những ý tưởng mà anh em muốn mình làm để mình làm cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều.